Đây là một loại bột sẽ làm bạn nghi ngờ các quy luật hóa học. Những gì bạn đang thấy trông giống như một loại bột màu vàng bình thường. Khi bạn đổ loại bột này vào một cốc nước, nó sẽ nổi lên trên và điều đó thì có vẻ chẳng có gì quá thú vị. Nhưng nếu tôi đặt ngón tay của mình vào đó, một hiệu ứng thực sự kỳ lạ sẽ xảy ra. Như bạn thấy, nó không hề hòa tan với nước. Thay vào đó chỉ tạo thành một lớp bọc kỳ lạ quanh ngón tay tôi. Điều thú vị hơn là khi tôi đưa ngón tay ra, tay tôi vẫn hoàn toàn khô ráo. Đây chính là bột Lycopodium, bao gồm các bào tử khô của thực vật Clathmod hoặc các họ hàng dương xỉ khác nhau với đặc tính kỵ nước mạnh mẽ. Khi nó được trộn với không khí, các bào tử rất dễ cháy và được sử dụng trong các hiệu ứng đặc biệt của sân khấu. Ngoài ra nó cũng được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế.